Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Thép. Hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một lô vàng số của hãng DK King, một đèn là DK9000 đời mới. Thì cái dòng model này thì bên trước đây bên cửa hàng em cũng đã bán khá là nhiều, rất nhiều các bác cũng đã mua những cái con vàng này của bên cửa hàng em. Thì cái chất lượng của cái dòng vàng này thì đã được khẳng định. Về thương hiệu cũng được khẳng định, về độ chất, độ đẹp và tất cả mọi thứ đều đã được khẳng định. Thì hôm nay em về được số lượng của nó là hơn 20 con. Do là đang còn trần nằm trong thùng em không khui hết đấy nhé. Tổng cộng là có hơn 20 con. Hàng cực kỳ là đẹp và đẹp như hình luôn. Đấy. Thì dòng này như các bác biết rằng là DK9000 nó có hai phiên bản. Một dòng phiên bản là nó chạy chip analog device của Mỹ. Đây là cái dòng này dòng cao cấp hơn, và một dòng nữa là dòng dạy chip chip bé, tức là cái chip nó có hai dòng chip vi xử lý các bác nhé. Một dòng là nó to thế này là dốc chip analog device. Đấy, giống như của X5. Đấy, X5, X3 hoặc là X6, X8. Nó dùng chung cái này hết. Và một dòng nữa là dùng con chip nhỏ, chip nó bằng nhỏ bằng nửa con này thôi. Đấy, nó nhỏ hơn. Đấy, thì cái dòng đó là đời trước, dòng này đời sau, hay là bọn em hay gọi là đây là cái phiên bản đặc biệt của dòng DK9000. Đây là phiên bản đặc biệt. Thì về nội thất của cái dòng này thì nó so với cái dòng X3, X5, X8, X10, X12 thì nó không có khác gì, không có sự khác biệt. Rất chỉ là giống nhau. Nó chỉ khác nhau về phần mềm điều khiển thôi. Đấy. Về chip xử lý tín hiệu và tất cả những cái tín hiệu đầu ra đầu vào nguồn là nó giống y chang nhau hết. Đấy. Thì dòng này thì có phần mềm điều chỉnh trên máy tính cho các bác luôn. Và một cái dòng vang này thì nó có những cái điểm đặc biệt như sau. Thứ nhất là về thiết kế của nó thì phải nói rằng đây là dòng vang số thiết kế em đánh giá là 10 điểm. Rất chi là đẹp và sang trọng. Màu vàng 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 đây là vàng đồng. Rất chi là sang trọng và tinh tế, rất chi là đẹp, để rất đẹp. Cái thứ hai là lô vang này cũng bác cũng thấy là rất chi là đẹp, không có con nào bị sứt mẻ gì hết. Đẹp toàn bộ như thế này, và em cam kết rằng khi mà các bác nhận hàng thì toàn bộ những cái hàng thì nó sẽ đẹp như thế này. Đấy, hàng bao đẹp cho các bác. Cái đặc điểm thứ ba đó là đây là dòng vàng là chạy chip và analog device. Đấy, analog device thì nó dòng này dòng cao cấp hơn. Đấy, chất của nó thì đã được khẳng định rồi. Đấy, không cần phải bàn cãi gì về cái chất lượng của cái dòng vàng này nữa. Đấy, về nội thất, về tất cả mọi thứ của nó chúng ta đều thấy là rất chi là sạch đẹp và rất chi là cao cấp. Đấy, nguồn thậm chí là trên nguồn nó cũng có cái chữ DK nó gắn kèm ở trên nguồn này luôn. Đây tụ đây. Đấy, chúng ta thấy là cái lớp keo kèo đổ giữ tụ đang còn rất chi là đẹp như thế này, nguyên vã như thế này, rất chi là đẹp các bác nhé. Đấy, dòng vang này thì rất là phù hợp cho các bác dùng karaoke gia đình, dùng sự kiện. Thì về phần mềm của nó thì chúng ta thấy là con này nó được nhà sản xuất là lập trình sẵn cho chúng ta 16 chế độ để chúng ta dùng. Tuy nhiên là số lượng 16 là quá nhiều, chưa bao giờ mà chúng ta dùng hết là 16 chế độ đó cả. Thực ra chúng ta bác nào cao lắm là mới dùng đến 3 chế độ thôi. Đấy. Và một đặc điểm nữa là dòng này chúng ta có thể dùng effect rời để các bác dùng hát karaoke ở trên bàn mixer, tức là chúng ta dùng cho các bác sự kiện, chúng ta đưa effect rời lên bàn mixer và chúng ta điều chỉnh trên bàn mixer, rất chi là tiện và cao cấp. Thì những cái tính năng này thì chỉ có những cái dòng vang như dòng vang X3, X5 hoặc là những cái dòng vang như lẽ là BF Audio thì nó mới có cái chức năng là bàn effect rời như thế này. Đấy. Về phía trước của nó là nó thiết kế ba cái cổng micro, ba cái cổng. Ba nút volume chính, điều chỉnh là gồm là nút to nhỏ của effect, to nhỏ của mic và to nhỏ của nhạc. Về phía sau của nó thì đây, nó là này dòng vang 6 cổng, chúng ta có thể là điều chỉnh riêng hai cổng này và hai cổng này là điều chỉnh riêng luôn, có cổng center và cổng sub. Các bác lưu ý nhé, hai cổng này là cũng xuống đẩy luôn và hai cổng này cũng xuống đẩy luôn, thì chúng ta có thể chỉnh tiếng mic và tiếng nhạc của hai cổng này nó riêng biệt luôn, không 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 giống nhau luôn. Nó đặc điểm điểm rất chi là cao cấp và như thế. Đấy. Tức là cái cổng này chúng ta có thể là vang nhại nhiều hơn hoặc là mic khác, còn cổng này thì có thể vang nhại khác và nhạc cũng khác luôn. Đấy, rất chi là tiện lợi cho chúng ta dùng. Tuy nhiên là khi mà các bác mua thì em sẽ cài mặc định là cổng này. Và cổng này thì em chỉ cài là cài mặc định thôi, còn cái cài là em chủ yếu là em cài hai cổng này. Đấy, chúng ta lưu ý là cắm xuống đẩy vang là hai cổng này nhé. Hai cổng tín hiệu vào. Đấy, nút hỗ trợ âm lượng tín hiệu đầu vào. Đây là mic. Chúng ta tòa nhỏ của mic, hai nút ghi âm, lỗ cắm USB. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu sơ cho các bác về phần mềm. Thì cái phần mềm này thì khi các bác mua thì liên hệ với em nhé, qua Zalo nhé, em sẽ cho các bác cái phần mềm này luôn.
Đây phần mềm của nó này, mở lên này nó sẽ giao diện như thế này. Thì cái thanh đầu tiên chúng ta là mua xích. Mua xích thì nó là cho chúng ta là tất cả là 15 cần equalizer. Quá là khủng khiếp luôn. Ngoài ra nó sẽ có là cắt tần số thấp, tần số cao đây. HPF và LPS đây. Đấy. Thì ở đây chỗ mua xích chủ yếu là chúng ta sẽ chỉnh EQ, bát trung tép. Thì cái này thì chúng ta chỉnh thì chủ yếu là thế này. Chỉnh thì các bác là cái dải mà thấp thì chủ yếu là từ đây. Chúng ta là thấp thì chúng ta là chỉnh phần bát như cái phần đây này. Chúng ta cứ khoanh vùng cái khu này. Chỉnh tần số khu này là khu bát này, khu này là khu trung. Và cái khu bên ngoài này là khu tép. Để chúng ta muốn chỉnh bát trung tép là chúng ta chỉnh như thế. Thì em chỉ giới thiệu sơ bộ qua thôi. Chứ còn về chi tiết chỉnh phần mềm thì nếu như bác nào em sẽ dẫn em làm một cái video chỉnh luôn. Về phần mic. Về phần mic thì nó cũng thế, nó có 15 cần equalizer. Chủ yếu là chúng ta sẽ chỉnh bát trung tép của mic ở nơi cái phần này. Phần này là chủ yếu là bát trung tép thôi nhá. Đấy, nó thì cũng như phần nhạc là chúng ta phần này là phần bát, phần trung của mic và phần tép của mic. Thì tùy theo cái loa, tùy theo không gian thì chúng ta phải chỉnh ở trong cái phần này. Và đây là cái phần này là khó nhất. Can thiệp vào cái tiếng mic nó có sáng, có hay, có tiếng, có trong, có sạch hay không là do cái phần này. Và cái này thì khi mà setup cho các bác thì em cũng setup ở cái mức độ tương đối. Đưa những cái tần số mà nó dễ gây hú, dễ gây ù, dễ bị vỡ tiếng thì em sẽ hạ nó xuống. Còn cái phần phụ thuộc vào độ hay không thì phải phụ thuộc vào vang loa của các bác. Về cụ thể thì các bác có thể là về lấy phần mềm và can thiệp thêm. Đấy, cái phần này nó chỉ thế thôi. Ngoài ra bên đây là nó sẽ có cái phần là cắt tần số thấp. Thì chúng ta sẽ cắt thường thường là bây giờ như em này, em cứ kéo lên khoảng cắt 5-60 đấy. Cắt tần số cao, cái đây là không. Phần này là mấy cái phần tỷ số nén các thứ. Đối với con van này nó có 3 chế độ chung hú chúng ta đây. Là mic FBA, tức là mic feedback. Thì nó có 3 chế độ chung hú chúng ta bật đây. Mấy cái chế độ này thì đôi khi chúng ta để mặc định, không nên can thiệp vào. Mấy cái này là tỷ số nén chúng ta không quan tâm. Đây này, giới thiệu sơ coi nhé. Phần effect thì đây. Phần effect thì cái con van này nó khá là ok. Tại vì nó sẽ cho chúng ta là chỉnh phần bên này. Phần bên này là phần equalizer 3 cần, này là của phần reverb, này là của phần echo. Chúng ta có thể chỉnh những cái đây, tương ứng với ô bên này là của phần echo và ô bên này là của phần reverb. Thì chúng ta có thể là can thiệp và chỉnh bát trung kép của cái phần effect đây và phần băng nhại đây, rất là tiện nha. Đây, chúng ta có thể chỉnh đây. Thì em cũng như nói các bác đây, cái chỗ đậm đậm đầu tiên đây là phần bát, phần đây là phần trung, phần này phần kép. Người ta cũng đã có một cái ý định rõ ràng như thế để chúng ta có thể nhìn vào. Đấy, nếu như bác nào không biết chúng ta cứ nhìn vào đây. Còn ở trên đây thì nó sẽ Erect Echo Volume. Đây thì chúng ta cài được, cứ cho lên tùy Echo nhiều hay ít thì chúng ta chỉnh đây. Echo Direct Volume, tức là tiếng Echo nó, cái phần này nó y như cái phần của vang X5 ấy. Tiếng Echo có qua sinh sửa này. HPF này, tức là cắt tần số thấp của Echo này. LPS là cắt tần số cao của Echo này. Đấy, chúng ta cắt như thế này. Echo là thì đây, độ trễ của Echo. Tức là chúng ta nói sau bao nhiêu lâu thì Echo mới hoạt động. Tức là độ làm việc trễ của echo so với giọng nói. Echo delay time, tức là cái độ và độ vang nhẹ, tức là cái độ nhại nhanh, nhại chậm, miệng low là chậm, miệng low là nhanh, là chỉnh cái này. Echo ratio này, echo delay này, mấy cái này là chỉnh chúng ta để 0% và cái này cũng để 0% luôn. Cái này là ví dụ chỉnh thành echo normal, echo shifter đấy. Tức là cái này chúng ta để 0% này, chúng ta rất là nhại đều luôn cả hai loa nhé. Đấy. Cái phần này thì reverb thì nó cũng thế, reverb time này, reverb director nó cũng như bên này thôi. Tần số thấp này, cắt tần số cao này. Độ trễ của reverb này và độ dài của reverb này, thế thôi. Cái này là EQ của reverb. Đấy. Ngoài ra thì em sẽ liệt lại là đây là cái phần này là phần to nhỏ của mic. To nhỏ của đây là to nhỏ của nhạc, to nhỏ của mic và to nhỏ của vang nhại. Thì chúng ta có thể kéo như này. Thì cái này em chỉ hướng dẫn sơ bộ thôi, chứ còn về chi tiết của nó thì cũng cả một cái vấn đề. Phần man out, tức là cái cổng LR đấy, chúng ta có thể chỉnh ở đây được. Đấy, cái phần này nó cũng như phần X5 thôi, chẳng khác gì cả. Này. Music volume, tức là nhạc ra phần man out bao nhiêu, chỉnh sửa bao nhiêu, echo ra bao nhiêu, rồi reverb ra bao nhiêu, cắt tần số thấp, đấy, nó tương tự như thế. Còn đây là tỷ số nén. Có thể là chỉnh là phát loa trước loa sau mấy cái phần này đấy. Panel, center thì cũng thế, sub thì cũng thế. Đấy. Cái phần này đây, cái phần này là cái phần cái cổng em gọi là cái cổng, hắn gọi là cổng red đây, nhưng mà thực ra đó là cái cổng men out.
đấy, tức là men out là sâu down, nó là cổng sâu down, nó cũng giống như cái cổng này, cổng này và cổng này giống nhau các bác nhé. Đây, cổng này và cổng này nó là giống nhau, chúng ta có thể chỉnh cổng này và chỉnh cổng này, đấy nó giống nhau luôn. Thì chỉnh hai cái này chúng ta cắm xuống đẩy ra nó sẽ riêng, còn đây là phần cài đặt system. Đây thì nó sẽ cài cái gì này? Khi khởi động nhạc làm bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu, và mic cũng khởi động bao nhiêu, tối đa bao nhiêu, effect khởi động bao nhiêu và tối đa bao nhiêu, cái này thì chúng ta cũng là cái phần khởi động thôi. Để cài đặt bắt buộc lưu, đây là lưu, còn là em sẽ khi mà các bác cho phần mềm thì em sẽ cho một cái bản cài đặt sẵn ở bên em và chúng ta có thể là lót ra thôi, chúng ta muốn lót ra thì rất dễ thôi. Đấy, đây ấn đây này, đây, lót ra đây, đây up to này, ấn vào đây để chúng ta gọi cấu hình ra. Đấy, lưu vào đâu, chúng ta muốn lưu vào cấu hình, đây nó có 16 cấu hình đấy. Chúng ta cài xong, chúng ta muốn lưu vào cấu hình số 2 thì chúng ta ấn 2, lưu vào cấu hình số 1 thì chúng ta ấn số 1 và chúng ta ấn server là nó sẽ lưu nhá. Đấy, có thế thôi. Đấy. Thì vừa rồi đấy em cũng giới thiệu sơ bộ qua phần mềm thôi để nó chúng ta biết chúng ta can thiệp thôi. Nhưng còn về chi tiết của nó cũng khá là lằng nhằng các bác nhé. Cái này thì trước kia tất cả các vang thì các bác thì em đều cài đặt sẵn cho các bác à. Các bác về chúng ta chỉ việc dùng thôi. Và cái vang này thì chế độ bảo hành của nó là 1 tháng các bác nhá. Bảo hành 1 tháng. Và thứ hai nữa là giá của nó là 2 triệu chưa bao gồm phí chip và chưa bao gồm phụ kiện. Giá trên chỉ bao gồm là dây nguồn. Đấy, em sẽ gửi gần cho các bác một cái dây nguồn, và bác nào lấy dây Canon hoặc dây kết nối thì các bác vui lòng cộng thêm cho em 100.000 thì em sẽ gửi thêm dây kết nối. Thì cái dây này là khi các bác mua là các bác phải dặn cho em rõ là tôi cần lấy dây cắm vào âm ly hay cần lấy dây để cắn vào đẩy thì em sẽ lấy dây đúng đó. Thì cái dây này chẳng qua là về em sẽ lấy giá vốn cho các bác, với em không đi mua hộ thôi, chứ còn không phải là lấy lời lãi gì dây đấy. Đấy, còn bác nào không lấy thì không dặn này em sẽ không gửi. Cái dây phải dặn nhá, em lưu ý các bác là muốn lấy dây các bác em phát, các bác phải dặn em, phải dặn em rồi em mới gửi, chứ còn nếu không dặn là bên em sẽ gửi mình vang không nhá. Thì các bác phải chuẩn bị những cái dây kết nối để chúng ta được thử vang nhá. Vang này thì không cần phải cọc, ship COD toàn quốc và nhận hàng mới thanh toán, được test hàng trước khi nhận nhá. Vâng, xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.